Những ngày cuối tháng 4 năm 2018, dư luận cả nước nóng lên bởi sự lan tràn của một hội giáo mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, lôi kéo hàng trăm người dân tham gia sinh hoạt, truyền đạo trái phép với những luận điểm xa rời thực tế. Tiếp đó, tháng 6 năm 2018, hàng loạt những vụ tụ tập đông người, kích động biểu tình, bạo động, phá hoại diễn ra tại các tỉnh miền Trung, gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị. Đó là những tháng ngày các chiến sĩ phòng PA88, phòng chống phản động và chống khủng bố, công an tỉnh Thanh Hóa làm việc không lúc nào ngơi nghỉ. Với mục tiêu không để các đối tượng xấu lợi dụng thời cơ kích động người dân, thực hiện âm mưu phản động, hàng chục chiến sĩ an ninh đã được huy động xuống các địa bàn phức tạp, bố trí tổ an ninh mạng, chịu trách nhiệm bám sát tình hình hoạt động của các đối tượng trong nước và nước ngoài trên mạng xã hội, kịp thời phát hiện các hành vi tuyên truyền thông tin xấu, độc qua Internet, từ đó điều tra, gặp gỡ, đấu tranh đối với các đối tượng này, ngăn chặn sự phát tán thông tin. Nhờ những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, sau tháng đầu năm 2018, Thanh Hóa vẫn giữ vững được tình hình an ninh trật tự xã hội, làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế đi lên của tỉnh, gìn giữ cuộc sống bình yên, ấm no cho nhân dân. Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kế hoạch tập trung coi như là lực lượng, tập trung trinh sát, tập trung các biện pháp nghiệp vụ ở vùng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng tuyến biển, vùng đang có những vấn đề phức tạp để làm tốt công tác nắm tình hình. Mục tiêu của chúng tôi là làm sao để nắm tình hình sớm, nắm tình hình từ trước, nắm tình hình từ xa, từ đó đưa ra các giải pháp để xử lý các tình hình đấy, không để cho nó xảy ra. Trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, điểm tựa vững chắc làm nên thành công của các chiến sĩ chính là nhân dân. Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã bám địa bàn, bám dân, nhờ dân mà nắm chắc tình hình từng ngày, từng giờ, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng biện pháp giải quyết hiệu quả, tạo nên thế trận an ninh nhân dân tại các địa bàn trọng điểm. Các chiến sĩ thì ngoài cái giờ chuyên môn của các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ á, thì khi về á, là ông cháu rồi là bác cháu là rất là vui vẻ, cùng nhau săn tay lên để rồi vào bếp, tinh thần là rất là phấn khởi. Dù không tiếng súng, nhưng cuộc chiến của những người chiến sĩ an ninh chống phản động và chống khủng bố vẫn là cuộc chiến cam go khi các đối tượng thù địch ngày càng có nhiều thủ đoạn, lợi dụng triệt để ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là Internet để tuyên truyền các thông tin xấu, độc. Với họ, được dân mến, dân tin chính là động lực to lớn nhất để họ tiếp tục căng mình trước vô vàn những tình huống phức tạp và nhạy cảm, đập tan âm mưu phá hoại của các đối tượng phản động, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.